cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn của ba thí sinh được cho là giảm cân kém nhất trong tuần qua. Và câu chuyện đầu tiên, chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ đến với một bài hit của Đông Nhi, Lắng Nghe Tim Em. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hot Girl Tố Tố. Khi mà mình nhìn thấy những cái chướng ngại vật ở trên biển thì mình đã nói là ôi chết chắc rồi, kinh khủng lắm luôn. Cái bánh xe rất là nặng mà mình phải chạy không nổi. Lúc sau là chỉ còn phải đi bộ được thôi. Trong những cái bài nhảy tuần trước á là mình phải tập chân không rất là nhiều nên là cái lòng bàn chân của mình đang rất là đau. Và những cái thử thách đi trên cát và chạy trên nước càng đau hơn nữa. Và khi mà bắt mình phải leo lên cái trụ đó thì mọi người là leo hết trơn rồi mà em không leo là không được. Thế là mình phải leo lên mà cái thanh rất là nhỏ, nó cứng vào chân là rất là đau luôn. Sau cái thử thách lần này á thì mình thấy á mình là từ một con người không có thể lực lên một con người có thể lực cả chút xíu. Tính cách bề ngoài của mình thì hơi bị khùng một chút, hay cười. Bây giờ mình hóa thân thành một con mannequin thì mình cũng hay bị la là tại sao cứ cười hoài. Bây giờ mình phải cố gắng kiềm chế cái tính tăng động của mình lại để thể hiện ra nhân vật của mình tuần này. Mong muốn tuần này là mình có thể đạt được một cái sự bứt phá về điểm số, về giảm cân lẫn bài nhảy để mình có thể gây ấn tượng được nhiều hơn với ban giám khảo và khán giả. Hãy đến cầm lên cầm tay trong hôn để cho nhận thấy em tồn tại. Ngày tháng cùng nhau vượt qua bao khổ đau, giờ đây chỉ em với nỗi yêu sâu. Cầm nhau ngày xưa nhanh bước trong trời mưa, lặng lẽ trao hơi ấm trong lạnh. Có bán búp bê nữa không anh? Để mua về tối nó nhảy cho mình vui. Cưng dễ sợ, trời đất ơi. Một tràng pháo tay cho Tố Tố và Đình Lộc thưa quý vị. Một câu chuyện rất là đáng yêu. Xin mời Phạm Hương. Lại thêm một cô búp bê nữa, quá xinh đẹp. Hồi nãy mà đứng trong hậu trường á thì Phạm Hương rất là ấn tượng với lại bạn Tố Tố. Tại vì khuôn mặt rất là đẹp, nhìn một cái là có thể mê liền. Và khi mà nhìn thấy Tố Tố bước ra sân khấu trên hình hài của một cô mannequin với chiếc váy rất là đẹp, bên cạnh đó thì cân nặng không có một chút cản trở gì đối với Tố Tố trong phần trình diễn này. Bạn di chuyển rất là đẹp, rất là nhịp nhàng và đặc biệt rất là nhanh nhẹn. Chúc mừng Tố Tố. Mời John. Tố Tố, em là một cô gái hip hop phải không? Dạ, em hay quen cái kiểu hip hop á. Em có bao giờ diễn trang phục và giày cao gót như vậy và make up và tóc và váy như vậy chưa? Dạ chưa. Cái này rất hợp với em đó. Anh cũng nghĩ vậy. Nhìn em rất là nữ tính và sexy. Yes. Trong cái bài này thì cái phần tai của em, cái phần chân của em rất là tuyệt vời, rất là sạch, rõ ràng. Và cái ánh mắt của em lúc em với Lộc nhìn nhau, nhìn rất là thật luôn. Nhìn như yêu nhau trên cái sân khấu này vậy. Tại Lộc đẹp trai, thiệt. Yes. Và Tố Tố đẹp, thiệt. Đẹp luôn, thiệt luôn. Chúc mừng em. Đây là nhan sắc thật, chưa có chỉnh sửa. Đó, nàng nữa là ta thích nha, thiệt. Em may mắn lắm, có thầy Đình Lộc bên nào cũng đẹp lộng lẫy. Hợp lý dễ sợ. Chính xác. Anh Đàm Vĩnh Nương anh thấy sao ạ? Cho tới giờ phút này, đây là bộ trang phục đẹp nhất.
lấp lánh lộng lẫy. Thực sự là tôi không có ngạc nhiên. Là sao? Là tất cả những thần thái, ánh mắt hay là những cái bước chân của em đều thuộc về cái chủ đề đêm nay cả. Cái khuôn mặt sinh ra để dành cho vũ điệu này. Cái sự gần gũi giữa Lộc và Tố Tố đó không thể tự nhiên hơn được nữa cả. Rất rất tự nhiên, cái cúi nhìn gần gũi của Đình Lộc á, nó làm cho thấy ấm áp, nó lãng mạn dễ sợ luôn. Như một thước phim rất rất là ngọt ngào. Anh không biết là em có hiểu được, cảm nhận được cái lời nói của anh không? Đây đây, em dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt cho em dịch được mà. Ý anh Đàm nói á là hôm nay nhảy không tốt mà em nhảy tuyệt vời, đúng không anh? Không có cái gì phải ngạc nhiên về một con người như em với một cái thể loại như thế này, với một cái body như thế này, đúng không anh? Và với cái sự khen ngợi đó thì cả ba người không ai dành tặng cho bạn một điểm thấp đâu, tôi nghĩ vậy. Trước tiên là quý vị khán giả sẽ bình chọn cho tiết mục này để xem là điểm số này có thể cứu được bạn so với cái sự giảm cân không được như mong đợi trong tuần vừa qua hay không. Và cũng như là quý vị khán giả có nhận được 10 triệu từ việc dự đoán xem tiết mục này có được ban giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất tuần hay không. Chúng ta hãy soạn BN khoảng cách 08 và gửi về tổng đài 8369 3000 cho một tin nhắn. Quý vị ơi, Hưng nghĩ là sau cái chương trình này khán giả xem xong đó, tất cả mọi người sẽ đồng lòng trao cái vương miện và băng rôn Hoa hậu thân thiện cho Trấn Thành. Hoa hậu nhân ái, dạ Hoa hậu nhân ái. Ai Thành cũng đi xin điểm dùm, ai Thành cũng bảo chữa dùm hết trơn á. Các thí sinh nhất định phải yêu Thánh Trấn Thành, nghe chưa? Cảm ơn Đạo. Bây giờ xin mời Hoa hậu thân thiện Phạm Hương. Phạm Hương sẽ dành cho bạn điểm 10. 10 điểm, đó là điểm số từ Hoa hậu thân thiện. Xin mời mẫu hậu từ thiện John Huy Trần. Là gì hả? Hoa hậu là mẹ của Hoa hậu rồi đó. Ừ, là the mom of the mother of the hậu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đây mới là hoa hậu tài năng. Đấy, how many? Không vui. 9 điểm. Nãy giờ có hoa hậu thân thiện, có mẫu hậu từ thiện. Anh của hoa hậu. Mặt tiền nở hậu. Xin mời anh Đạo Kinh. Cẩn thận, anh ấy đổi ý đấy. Thật sự là anh không có tìm thấy cái gì để chê được hết trơn á. Phải 10 thôi. Tôi nghĩ là hoàn toàn xứng đáng cho bạn. Điểm trung bình của bạn là 9,7 từ 3 vị giám khảo. Tôi nghĩ là nó sẽ cứu nhiều cho điểm giảm cân đấy. Bạn di chuyển cái bàn cân đi nào. Cân nặng cũ của bạn là 81,1kg. Và cân nặng mới là 79,3. Bạn xuống được 1,8kg, tương đương với 2.2%. Tổng điểm bạn là 11.9. Chúc mừng bạn. An toàn rồi. Hôm nay Tố Tố đã thực sự tỏa sáng và rất là khác biệt. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.